Xin chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu một đề văn phân tích vẻ đẹp của tình người ở các nhân vật chàng, người vợ nhặt, bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Thì cô vẫn nói rằng đây là một cái cấu trúc đề văn rất điển hình theo cái cấu trúc đề thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và với một đề thi như thế này thì chúng ta sẽ xử lý lần lượt như sau. Câu nghị luận văn học. Đề bài là phân tích vẻ đẹp của tình người ở các nhân vật bà cụ Tứ, chàng và người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Ở đây thì trong phần mở bài, các em cần phải đảm bảo cho cô ba ý. Cái này cô vẫn nói rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn nhắc lại. Thứ nhất là các em giới thiệu về tác giả Kim Lân. Và giới thiệu về tác giả Kim Lân thì các em nhớ cho cô, các em phải giới thiệu được phong cách nghệ thuật của nhà văn. Thứ hai là các em giới thiệu về truyện ngắn Vợ nhặt. Thì các em giới thiệu về xuất xứ nằm trong tập truyện Con chó xấu xí. Và thứ hai là các em giới thiệu về hoàn cảnh ra đời. Đầu tiên tiền thân là tiểu thuyết Xóm ngụ cư, sau đó mất bản thảo, rồi đến năm 54 nhân số báo Văn nghệ kỷ niệm vân vân ấy, thì tác giả đã nhớ lại cái câu chuyện cũ và viết lại thành truyện ngắn. Rồi sau khi giới thiệu về tác giả tác phẩm xong thì ý thứ ba các em giới thiệu về cái vấn đề trọng tâm của bài viết. Cái vấn đề trọng tâm được đặt ra trong phần đề bài đấy là gì đấy? Vẻ đẹp của tình người. Thế các em giới thiệu như thế nào? Em giới thiệu rằng trong cái năm Ất Dậu, trong cái nạn đói khủng khiếp ấy, năm 1945 đấy, thì nhà văn không chỉ tái hiện cái tình cảnh cơ cực thê thảm của người nông dân Việt Nam, mà quan trọng hơn là tác giả đã gì đấy, phát hiện ở họ cái vẻ đẹp tâm hồn. Và một trong những vẻ đẹp tâm hồn nổi bật ở họ đấy là vẻ đẹp của tình người, của tấm lòng nhân hậu. Đấy. Thì sau khi các em giới thiệu vấn đề trọng tâm xong thì các em sẽ bắt đầu đi vào bài, đi vào phần thân bài. Thì bây giờ các em sẽ phân tích vẻ đẹp tình người ở từng nhân vật. Trước hết là nhân vật chàng. Vẻ đẹp tình người nhân vật chàng nó được thể hiện cụ thể như sau, để qua những dẫn chứng cụ thể như sau. Dẫn chứng thứ nhất là chàng đã đãi thị 4 bát bánh đúc. Và cái này chúng ta phải dừng lại để nói nhé. Chàng đến với thị không phải là vì tình yêu, xác định ngay từ đầu như vậy. Không phải vì tình yêu, chỉ là sự đùa vui vu vơ thôi. Lần thứ nhất là hò một câu cho đỡ mệt, thì chị kia chỉ ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng, liếc mắt cười tít. Thì anh cũng đã bắt đầu có cái cảm giác là cũng hơi thích thích. Bởi vì là chưa bao giờ có ai mà nhìn anh cười với anh tình tứ như vậy. Nhưng rồi cũng chắc là cũng thoáng qua thôi. Đến lần thứ hai gặp lại thì thị trông rất là thảm hại. Cái gương mặt lưỡi cầy xám xịt, chỉ còn thấy hai con mắt. Rồi cái áo thì tả tơi như tổ đỉa, rách bợt. Nhìn cái hình thức như thế chắc chắn là không hấp dẫn để thức dậy tình yêu ở chàng. Nhưng mà anh lại đãi 4 bát bánh đúc. Thế thì cái việc đãi 4 bát bánh đúc này nó lại xuất phát từ cái tấm lòng nhân hậu. Và đặt vào bối cảnh lúc bấy giờ, miếng ăn là cả vấn đề mạng sống. Một miếng ăn có thể kéo dài sự sống thêm một vài ngày. Mà ngày nào thì cũng thấy vài người nằm còng queo bên đường, những cái thây người nằm còng queo bên đường. Lúc nào cũng xảy ra những cái nạn đói, nạn chết rất là khủng khiếp như vậy. Thì miếng ăn cực kỳ quý giá. Thế mà anh ấy hào phóng đãi tới 4 bát bánh đúc. Thì nó chính là một cái nghĩa cử rất đáng trân trọng. Mà anh đãi 4 bát bánh đúc là vì anh nhìn thấy thị, anh thấy thương. Bởi vì nhìn thấy thị là thấy hình như là thần chết đã bắt đầu vẽ những nét vẽ đầu tiên rồi. Cái gương mặt lưỡi cầy xám xịt chỉ có thấy hai con mắt là thần chết vẽ những nét vẽ đầu tiên rồi. Nó giống như anh A Phủ ấy. Hai cái dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hõm má đã xám đen lại của A Phủ. Và nhìn cái gò má xám đen ấy thì Mị đã phán đoán là cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Thì hôm nay cái gương mặt của người vợ nhặt nó cũng phần nào giống như gương mặt của A Phủ. Thần chết bắt đầu vẽ nét vẽ đầu tiên rồi. Nhìn chắc là thương. Cho nên là anh ấy đã đai 4 bát bánh đúc cứu sống một con người. Thì đấy là gì? Tình thương, đến với nhau là tình thương. Cái dẫn chứng thứ hai để thấy được tình người ở chàng, đấy là khi anh lại nói đùa một câu nữa thì chị này chị bám lấy chị theo về thật. Và đầu tiên là anh cũng thấy trợn. Nhưng mà rồi sau đó thì cái khát khao hạnh phúc và thêm nữa, nó có cả tình người nữa, đã thôi thúc anh ấy thế nào? Chật kệ, liều một phen đưa thị về làm vợ. Và sau đó khi quyết định đưa thị về làm vợ rồi thì anh có những cách cư xử nó rất là chu đáo, tận tình. Dù chị chỉ là vợ theo không, vợ nhặt, anh đưa vào chợ tình, mua cho một cái thúng con đựng vài thứ đồ lặt vặt, đãi một bữa thật no nê rồi hai người đi về.
Và dẫn chứng thứ ba là trên đường về thì anh ấy bộc lộ rõ cái cảm giác hạnh phúc thể hiện qua cái gương mặt tươi tỉnh, được nhắc đi nhắc lại phải đến 20 lần ở cái đoạn này. Và trong một lúc chàng như quên hết tất cả những cái cảnh đói khát trước mắt để chỉ còn tình nghĩa với người đàn bà đi bên. Đấy là tình người đấy. Dẫn chứng thứ tư, đấy là khi mà về đến nhà thì anh ấy giới thiệu với mẹ anh ấy một cách rất trân trọng. Chỉ là vợ theo không thôi, nhưng anh giới thiệu là kìa, nhà tôi nó chào U, nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Chẳng qua cũng là gì, phải duyên phải kiếp với nhau. Thế thì gọi là nhà tôi, gọi rất thân thương và trìu mến. Và nhất là anh nói cái chuyện phải duyên phải kiếp, nghĩa là cái cuộc hôn nhân của anh ấy là do trời định, ông tơ bà nguyệt xe duyên, chứ không phải là chuyện nhặt vợ nhặt chồng rẻ rúng nữa. Đấy là những cái thái độ trân trọng với người vợ nhặt đáng thương kia. Dẫn chứng nữa, đấy là cái buổi sáng hôm sau. Buổi sáng hôm sau khi mà anh thức dậy thì anh thấy trong người êm ái lửng lơ như vừa trong một giấc mơ đi ra. Hạnh phúc khiến anh ấy ngỡ ngàng không tin nổi. Và anh nhìn cái cảnh tượng trước mắt, vợ con, cô xin lỗi, vợ và mẹ đang cùng nhau quét dọn nhà cửa. Và anh ấy thấy thế nào đấy, mình cần phải có trách nhiệm vun vén cho gia đình của mình. Và anh xăm xăm chạy giữa sân để cùng tham dự vào công việc quét dọn đấy. Thế thì tất cả những cái đấy là biểu hiện của gì? Của tình người. Thứ hai, chúng ta phân tích thứ hai, đấy là nhân vật người vợ nhặt. Cái vẻ đẹp của tình người của người vợ nhặt được thể hiện qua cái dẫn chứng là Thị ban đầu vốn là một người phụ nữ chua ngoa, chỏng lọt, vô duyên, táo bạo đến mức trơ trẽn. Nhưng kể từ giây phút được đón nhận trong cái tình yêu thương, trong cái sự nồng hậu, nhân ái của chàng và bà cụ Tứ, thì Thị thay đổi hẳn. Và chúng ta gọi là gì đấy? Cái vẻ đẹp nữ tính nó đã hoàn toàn phục sinh trong tâm hồn của người vợ nhặt, của cái người đàn bà khốn khổ này. Và cái vẻ đẹp nữ tính ấy được thể hiện như thế nào? Trên đường về, Thị trở nên ngượng nghịu, chân nọ bước díu vào chân kia. Cái dẫn chứng thứ hai, cái vẻ đẹp nữ tính ấy là Thị trở nên tế nhị. Khi mà về đến nhà, nhìn cái ngôi nhà rúm gió đứng trên cái mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại, Thị thở dài, Thị nén tiếng thở dài. Tức là thất vọng đấy. Về với anh ấy tưởng là thoát khỏi cái đói, vì thấy anh ấy hào phóng đãi mình bốn mắt bánh đúc như thế, vì tưởng là anh ấy cũng có điều kiện. Nhưng mà về nhìn cái ngôi nhà tiểu tụy như thế này, ở cái xóm mộ cư thế này, thì biết là anh ấy cũng chẳng khá gì hơn mình. Thất vọng lắm. Nhưng mà rồi nén tiếng thở dài, nghĩa là chấp nhận. Đã về đến người ta thì chấp nhận, chung lưng đấu sức với người ta để trải qua cái giai đoạn khó khăn này. Và rõ ràng đấy là vẻ đẹp của gì đấy, của tình người đã cảm hóa Thị ấy. Rồi sau đó nữa là tỏ ra lễ phép. Khi mà mẹ chồng trở về thì đứng dậy chào, rồi là chào tới hai lần cái câu U đã về đấy hả? Rất lễ phép, khác hẳn với con người trước kia. Rồi đứng im, tay vân vê tà áo trước cái nhìn soi mói của mẹ chồng, rồi là lắng nghe những cái lời dặn dò của mẹ chồng. Và đặc biệt là sáng hôm sau thì cái vẻ nữ tính thì nó bộc lộ rõ hơn. Thị trở nên người đàn bà hiền hậu đúng mực trong cái cách nói năng lễ phép với mẹ chồng, trong cái hành động vun vén quét dọn nhà cửa, cùng nhau tu sửa căn nhà này. Và ngôi nhà thì nó thay đổi hẳn, nó mang một cái dáng vẻ mới mẻ, nó không còn như ngày hôm qua nữa, không u ám nữa. Thì tất cả những cái điều ấy là đều là do gì đấy? Cái tình người của chàng và bà cụ Tứ đã cảm hóa Thị. Và những cái thay đổi ấy nó cũng chính là biểu hiện của sự gì đấy? Của tình người hồi đáp lại cái tấm lòng nhân hậu của chàng và bà cụ Tứ. Rồi ở nhân vật thứ ba là bà cụ Tứ. Như vậy bà cụ Tứ thì vẻ đẹp của tình người là thể hiện rõ nhất, rõ hơn chàng, rõ hơn người vợ nhặt. Cái vẻ đẹp của tình người ấy trước hết là thể hiện qua những cái cảm xúc hỗn độn của bà khi mà anh con trai giới thiệu với bà về nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đi ạ. Lòng bà mẹ ấy đã hiểu ra và còn hiểu ra nhiều điều khác nữa. Bà ấy vừa cảm thấy mừng, vừa cảm thấy lo, vừa cảm thấy tủi. Mừng là vì người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Lo là vì không biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. Và tủi là vì người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, còn mình thì
Và tất cả những cái cảm xúc, dù là mừng, dù là lo, hay là dù là tủi, thì nó đều xuất phát từ gì đấy? Tình yêu thương con vô bờ bến, thương con vô cùng. Dẫn chương thứ hai là sau tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy, thì bà cụ Tứ đã nói một câu: ừ thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Phải duyên phải kiếp lại cũng giống như quan niệm của anh chàng, không phải là chuyện nhặt vợ nhặt chồng rẻ rúng, mà đây là ông Tư và người xe duyên. Và với cách nói như vậy thì đã đặt vị trí của người vợ nhặt kia ngang hàng với vị trí của tất cả những người con dâu được đón rước một cách chu đáo. Thị trở nên bình đẳng với tất cả những người phụ nữ khác. Rồi là dùng cái từ mừng lòng, không phải là bằng lòng là miễn cưỡng, còn mừng lòng là gì đấy? Thật tâm bà đón nhận cái người phụ nữ kia một cách rất là vui mừng. Thế thì rõ ràng với cái cách đón nhận như vậy thì đã khiến cái người vợ nhặt này cũng cảm thấy nhẹ lòng, và anh con trai thì thở phào một cái nhẹ hẳn đi. Sau khi chấp nhận xong thì bà dặn dò đôi trẻ hướng các con vào một cái tương lai tươi sáng. Mặc dù chính bà thì bà cũng rất là bi quan. Bà nghĩ đến cuộc đời dài dằng dặc của bà, cuộc đời cực khổ ấy, mà không biết rằng các con bà nó có khá hơn không. Những cái giọt nước mắt của bà lăn dài, đầu tiên là rỉ ra ở hai kẽ mắt kèm nhèm, sau đó là chảy xuống dòng dòng và không kìm nén được, lo và thương. Thế nhưng tất cả những điều đó thì bà vẫn cố gắng giấu đi, để ngoài mặt thì bà dặn dò các con, bà động viên các con là: ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì rồi con cái chúng mày về sau, vân vân. Động viên các con để các con tin vào tương lai. Dẫn chứng tiếp theo là vào buổi sáng hôm sau, cái gương mặt bủng beo u ám của bà hôm nay trở nên tươi tỉnh, khác hẳn. Bà xăm xắn quét dọn nhà cửa, bà ấy lúi húi dậy những bụi cỏ dại bọc nham nhở ở ngoài vườn. Rồi sau đó thì trong cái bữa cơm ngày đói đón dấu mới thảm hại đấy, thì bà ấy là người nói nhiều nhất, mà nói toàn chuyện vui. Nói về cái câu chuyện là gì đấy? Là này, ngăn cái chỗ chuồng, ngăn cái chỗ cái gian buồng kia ra để làm cái chuồng gà, ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy chốc mà có ngay đàn gà, hướng con vào một cái tương lai tươi sáng. Sau đó, cũng trong buổi sáng hôm sau đấy, thì bà ấy lễ mễ bưng lên một nồi cháo cám. Khi mà cái niêu cháo lõng bõng đã hết nhẵn rồi, thì kéo dài niềm vui bằng cái việc là nối dài niềm vui bằng cái việc bưng lên cái niêu cháo lõng bõng, rồi là hào hứng nói một câu là gì: này chè khoán đây, ngon đáo để cơ, vân vân. Thì tất cả những cái hành động đấy đều là biểu hiện của gì đấy? Của cái tình người yêu thương các con của mình. Thương con trai đã đành, nhưng mà đây là thương cả con dâu, thương cái người đàn bà tội nghiệp kia. Người ta có gặp bước khó khăn này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Thương lắm, yêu lắm. Thì đấy là vẻ đẹp của tình người. Thì từ tất cả những cái dẫn chứng ấy, thì cuối cùng các em chốt lại cho cô cái phần tổng hợp đánh giá. Từ cái việc phân tích vẻ đẹp của ba nhân vật, các em chốt lại cái phần tổng hợp đánh giá. Tổng hợp đánh giá thứ nhất là những cái vẻ đẹp ấy được thể hiện qua cái nghệ thuật như thế nào. Tức là đánh giá về gì đấy? Về mặt nghệ thuật. Và thứ hai, chúng ta đánh giá về mặt nội dung. Về mặt nghệ thuật thì chúng ta thấy là tác giả đã đặt các nhân vật này vào một cái tình huống chuyện gay cấn độc đáo, bất ngờ, tình huống anh chàng nhặt vợ. Và trong cái tình huống gay cấn bất ngờ độc đáo ấy thì nhân vật đã bộc lộ vẻ đẹp của mình một cách rõ nhất và tự nhiên nhất. Nó không khiên cưỡng nữa, mà trong tình huống người ta bộc lộ mình, và bộc lộ đây là bộc lộ vẻ đẹp của tình người. Cái nghệ thuật thứ hai là tác giả đã diễn tả cái vẻ đẹp tình người ấy bằng cái ngòi bút miêu tả và phân tích tâm lý rất là sắc sảo, rất là giỏi. Và nhờ vậy cho nên là cái vẻ đẹp tình người của các nhân vật ấy nó được bộc lộ một cách rất là hấp dẫn, rất là thú vị, rất là tự nhiên, rất là chân thực. Sau cái phần tổng hợp đánh giá về nghệ thuật thì các em tổng hợp đánh giá cho cô về nội dung. Cái này là cái quan trọng nhất. Các em thấy là đúng như thông điệp, đúng như tâm sự của nhà văn Kim Lân về thông điệp mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm này, là trong năm đói thì người ta không nghĩ đến cái đói, không nghĩ đến cái chết, mà người ta chỉ nghĩ đến con đường sống, hy vọng sống, khát vọng hạnh phúc và muốn sống cho ra người. Vẫn muốn sống, sống cho ra người. Sống cho ra người là phải có gì đấy? Là phải có tình người. Như vậy, tác giả không chỉ tái hiện cái bức tranh thê lương của năm đói, mà quan trọng hơn là từ cái nền của năm đói ấy mà tác giả không che giấu, thì tác giả đã thấy nó sáng lên
vẻ đẹp tâm hồn con người. Và một trong những vẻ đẹp tâm hồn con người ấy chính là vẻ đẹp của tình người. Trong cái năm đó mình ngăn là cả vấn đề mạng sống, thế nhưng người ta vẫn thế nào đấy, mở lòng ra, bao bọc, yêu thương một cái người phụ nữ xa lạ, đón nhận trong cái vòng tay rất là nhân hậu của mình. Và đó chính là người ta gọi là chiều sâu của ngòi bút nhân đạo của nhà văn Kim Lân. Tất nhiên, cái giá trị hiện thực của tác phẩm này là một giá trị không thể phủ nhận. Nhưng hơn cả cái giá trị hiện thực đấy chính là giá trị nhân đạo rất là sâu sắc và mới mẻ. Thì các em sẽ chốt lại về cái giá trị, các em sẽ đánh giá lại cái giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật như vậy. Thế còn phần kết luận thì các em sẽ nói về vị trí của tác phẩm này, sức sống của tác phẩm này, cũng là vị trí và sức sống của nhà văn Kim Lân với những cái thành công về nội dung và nghệ thuật như thế. Thì cái đề văn này thì đến đây là kết thúc. Và hy vọng là qua một cái đề văn như thế này thì các em cũng hình dung ra rõ hơn về cái cấu trúc của đề thi Trung học phổ thông quốc gia, và các em cũng có những cái hướng làm nhất định, có những cái công thức, có thể tự mình quy lại cái công thức để xử lý các cái dạng đề văn như thế.